Đúng 2 giờ 45 phút sáng ngày 24 tháng 12 năm 2023, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Jeju Air chở 53 hành khách cùng phi hành đoàn từ Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương, Lâm Đồng. Cùng thời điểm tại cảng hàng không Liên Khương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai trương đường bay Đà Lạt - Seoul. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, chuyến bay của hãng hàng không Jeju hạ cánh thành công xuống sân bay Liên Khương đánh dấu cho sự khởi đầu tốt đẹp, tăng cường hơn nữa sự gắn kết bền chặt giữa chính quyền tỉnh Lâm Đồng và thủ đô Seoul nói riêng và các tỉnh thành của Hàn Quốc nói chung. Đường bay rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách đi tham quan, học tập. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng hy vọng đường bay mới sẽ tạo động lực cho tỉnh trong việc mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thu hút khách du lịch Hàn Quốc cũng như khách quốc tế ở các nước lân cận đến với địa phương, trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo đà cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà. Một ngày có 2 chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc và hôm nay thì chúng tôi cũng rất hân hạnh đón chuyến bay của hãng không Jeju là chuyến hãng thứ 3 bay thẳng từ Hàn Quốc qua Đà Lạt. Chuyến này có ý nghĩa rất lớn để cái thúc đẩy phát triển du lịch của Lâm Đồng chúng tôi cũng như cái sự hợp tác phát triển về du lịch giữa hai nước là Hàn Quốc và Việt Nam cũng có những kỳ vọng là đem lại cái sự phát triển về kinh tế sau cái đại dịch Covid. Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đón gần 400.000 lượt du khách quốc tế, tăng hơn 215% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch đến từ Hàn Quốc chiếm 60% tổng lượng khách quốc tế. Điều này cho thấy Đà Lạt, Lâm Đồng dần trở thành lựa chọn yêu thích đối với rất nhiều du khách Hàn Quốc. Theo kế hoạch của hãng hàng không Jeju Air, hàng tuần hãng sẽ khai thác 7 chuyến khứ hồi Seoul, Đà Lạt. Theo đại diện hãng hàng không này, thì đây là hãng đã khai thác thành công và có số đường bay đến Việt Nam cao nhất trong số các hãng hàng không Hàn Quốc và là hãng nước ngoài duy nhất có chuyến bay thường lệ đến Đà Lạt trong thời điểm hiện tại. Hy vọng, thông qua sự kiện này, thành phố Đà Lạt sẽ không ngừng vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến hàng đầu cho du khách trong nước và quốc tế.